Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Daniel James lường gió mát bên cánh phải MU. MU cực kỳ quan tâm trung vệ tuổi tin của Everton. Cổ động viên MU đòi tống khứ ngay một cái tên và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU tiếp cận Ibrahima Konate. Truyền thông Anh đưa tin MU đang tìm cách tiếp cận với Ibrahima Konate, trung vệ thuộc biên chế của AB Leipzig. MU chuyển hướng sang Ibrahima Konate sau khi mục tiêu số 1 của họ là Upamecano nhận lời khoác áo Bayern Munich. Ibrahima Konate mới trở lại thi đấu sau thời gian gặp chấn thương mắt cá chân, khiến anh phải nghỉ thi đấu từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 2. MU cho đây là thời điểm thích hợp để tiếp cận đàm phán. Ibrahima Konate còn hợp đồng với Leipzig đến hết mùa giải 2022-23 và có điều khoản giải phóng 45 triệu euro. Zaha có thể trở lại MU. Theo tờ đầu Fichep, tiền đạo Wilfried Zaha của Crystal Palace đang có ý định rời khỏi đội bóng này sau khi mùa giải kết thúc. Ngôi sao người Anh gốc bờ biển Nga đã được một số đội bóng liên hệ. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của cầu thủ này là trở lại đội bóng cũ Manchester United. Daniel James luồng gió mát bên cánh phải MU. Daniel James mới ở Old Trafford được 2 năm nhưng từng có lúc tưởng bị lãng quên trong đội hình của MU. Nhưng trời không phụ người chăm chỉ, mà tốc độ xứ Wales đang tận dụng rất tốt những cơ hội ít ỏi để trở lại. Nói về James, người hâm mộ có lẽ chỉ nghĩ về tốc độ điện xẹt, còn gì nữa không? Thân hình nhỏ bé, kỹ thuật tầm trung, khả năng dứt điểm hạn chế, kỹ năng phòng ngự ở mức trung bình. Để tạo đột biến trong một trận đấu cụ thể thì được, chứ dùng James mỗi tuần là chuyện rất cần cân nhắc. Trong lúc không có nhiều phương án khả dĩ hơn, Solskjaer đã mua James. Mùa trước, cựu cầu thủ Swansea rất được trọng dụng và thi đấu tới 46 trận trên mọi đấu trường. Nhưng tới mùa này, với đà thăng tiến thần tốc của Greenwood ở hành lang cánh phải, James lập tức phải làm quen với ghế dự bị. Trước thời điểm năm mới, James thậm chí không ra sân quá 10 trận cho MU. Chính vì thế mới có tin đồn, James có thể được cho đi mượn để tích lũy thêm thời gian thực chiến. Dẫu vậy, cầu thủ sinh năm 1997 quyết định ở lại và chiến đấu cho một vị trí chính thức. Bẵng đi một thời gian dài, James chỉ thu hút sự chú ý khi lập công chốt hạ tỷ số 9-0 trước Southampton trong trận đấu mà cảm tưởng như cầu thủ nào của MU cũng có thể ghi bàn. Ấy vậy mà đùng một cái, James xuất phát hai trận liên tiếp lần lượt trước Sociedad và Newcastle. Không những thế, còn ghi bàn và đẩy Greenwood ngược lại ghế dự bị. Trước Sociedad, James thi đấu trọn vẹn. Ở chiến thắng mới nhất trước Newcastle, anh có 88 phút thể hiện. Không khó để nhận ra Solskjaer đang tin James hơn bao giờ hết và lòng tin đó được đền đáp xứng đáng. Đương nhiên, sự trở lại của James có phần đóng góp từ sự chảnh mảng của Greenwood. Thần đồng người Anh đã chứng lại đà phát triển, tỏ ra rất dễ bị bắt bài trên sân. Trên thực tế, việc dùng cả hai tiền đạo cánh đều có xu hướng bó vào trung lộ khiến lối chơi của MU đơn điệu. Trong khi với James, Solskjaer hoàn toàn có thể trình bày những pha chồng cánh xuống tận đáy bên phải. Cùng với đó, James đang tự định hướng rõ việc phải khẳng định bản thân mình. Trước Sociedad và Newcastle, James của năm ngoái có khi đã chuyền bóng để thu về một pha bóng an toàn. Nhưng James của bây giờ dám dứt điểm, tung ra những cú sút quyết đoán phá lưới đối thủ. Hiệu quả đến tức thì. Dù chỉ được thi đấu 13 trận mùa này, James đã ghi được 5 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với 46 trận trong mùa trước. James bớt động tác thừa hơn, tập trung lối đá trong đóng góp vào lối chơi. James chưa bao giờ biến mất, Solskjaer nói về cậu học trò của mình. Anh ấy chỉ đang tập luyện chăm chỉ phía sau cánh gà, luôn sẵn sàng ra sân. James là một cầu thủ bạn có thể dùng ở nhiều vị trí. James đang học hỏi qua từng trận đấu và tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi giúp đỡ anh ấy tiến bộ. James chuyển từ Championship đến một đội bóng đẳng cấp thế giới. Anh ấy ghi vài bàn trong những trận đấu và trở thành tâm điểm của truyền thông. Điều ấy khiến ai cũng phải phân tâm, nhưng James không chùn bước. Anh ấy chăm chỉ luyện tập và tự gây dựng niềm tin. Giờ đây, James là một cầu thủ hoàn toàn diện hơn rất nhiều. Tạo ra sự cạnh tranh trong cùng vị trí là chiêu mà Solskjaer đang áp dụng tại MU. Ông dùng Dan Henderson để cảnh tỉnh De Gea, mua Alex Telles để hồi sinh Luxor và giờ đang hưởng lợi từ màn so tài giữa Greenwood và James. Chưa kể, đó còn là tân binh Amad Diallo cũng ở vị trí chạy cánh phải. De Gea đang trở thành vấn đề với Solskjaer. De Gea vẫn giữ được vị trí số 1 nơi khung gỗ của Man United bất chấp phải nhận được sự cạnh tranh khốc liệt từ Dan Henderson. Thủ thành người Tây Ban Nha chỉ giữ sạch lưới 8 trận ở Premier League 2021 chỉ bằng gần một nửa đồng nghiệp Ederson của Man City. Cho đến giờ, huấn luyện viên Solskjaer vẫn luôn ủng hộ De Gea, kể cả công khai trên truyền thông. Nhưng Paul Scholes cho rằng ngôi sao 30 tuổi thật sự đang trở thành một vấn đề với Quỷ Đỏ. Chia sẻ trong buổi bình luận giữa trận đấu với MU và Newcastle vào đêm qua, cựu tiền vệ lừng danh này cho biết,
De Gea sẽ cần phải chơi tốt hơn ở tình huống MU bị đối phương gỡ hòa. Đúng là thành tích giữ sạch lưới của Man United mùa này không đủ tốt để có thể nghĩ đến thành tích cao hơn. Nhiều người đã đề cập đến chuyện này trước khi trận đấu diễn ra. Tôi cũng nghĩ rằng đó đang là tồn tại lớn nhất của đội bóng này. De Gea có vài pha xử lý vụng về trước Newcastle. Vị trí thủ môn đang dần dần trở thành một vấn đề thực sự với MU, kể cả khi đội bóng thắng trận. Hàng thủ phía trên không thể có được sự tự tin cao nhất nếu như người thủ môn tỏ ra thiếu an toàn. Tôi thấy Man United đã thủng lưới không ít bàn mùa này từ những màn phối hợp phạt góc ngắn của đối phương. Ở tình huống trước khi bị thủng lưới, De Gea đáng lẽ phải bắt chính bóng, nhưng cậu ta lại đấm bóng vào một khu vực nguy hiểm và may mắn là đã cản phá được cú đá sau đó. Ở bàn thua, Man United để đối thủ dễ dàng đưa bóng vào vòng cấm. Maguire đánh đầu cản phá không thể tệ hại hơn. Tôi biết ở tư thế đó, phá lên không đơn giản, nhưng Maguire hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp khác như đánh đầu ra ngoài chịu phạt góc để tránh nguy hiểm mà. Còn cú sút của Maximin đã đưa bóng đi đập đất nên tốc độ bị giảm xuống. Tôi nghĩ De Gea phải chặn được pha bóng đó. Bruno Fernandes là chất xúc tác đặc biệt của MU. Harry Maguire được chọn đeo băng thủ quân của Man United. Tuy nhiên, Fernandes mới chính là vị thủ lĩnh đích thực cho tinh thần chiến đấu của Quỷ Đỏ. Fernandes chứng minh không cần băng thủ quân để làm thủ lĩnh Man United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành biểu tượng cho ý chí chiến thắng, dù người hâm mộ theo dõi anh trực tiếp từ khán đài hay qua màn ảnh nhỏ. Tinh thần của Fernandes. Tinh thần và khát khao của Fernandes lan tỏa đến xung quanh, tác động lên các đồng đội, thúc đẩy họ tiến lên và không bao giờ đầu hàng. Giá trị của số 18 rõ ràng không chỉ nằm ở tính chuyên môn. Ngôi sao người Bồ Đào Nha thật sự trở thành món hời với Man United. Quỷ Đỏ không chỉ có một cầu thủ xuất sắc về chuyên môn mà đó còn là điểm tựa tinh thần, ngôi sao có chí khí và cá tính mạnh mẽ. Từ khi Fernandes gia nhập Man United, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Người hâm mộ không còn thấy những sự uể oải đeo bám. Quỷ Đỏ lúc nào cũng hừng hực khí thế và luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Cũng chính vì Fernandes có nhiệt huyết quá lớn, những đồng đội cũng nhìn vào anh mà đá. Họ chịu ảnh hưởng bởi khí chất, sự tự tin trong những quân bài hay cũng luôn dâng cao lên thời gian gần đây. Mùa giải 2020-21, tất cả đều thấy Scott McTominay trưởng thành ra sao. Tiền vệ người Scotland sắm vai một trong những quân bài chủ chốt và luôn đóng góp nhiều cho câu lạc bộ vào những thời điểm quan trọng. McTominay cũng ra dáng người thủ lĩnh tiềm năng. Trong chiến thắng 9-0 của Man United trước Southampton, tiền vệ này liên tục thúc giục đồng đội tiếp tục xé lưới đối thủ dù cho họ đã có 9 bàn. Điều này cho thấy khát vọng của Man United là rất lớn. Đó phải là đội bóng luôn tàn nhẫn trước đối thủ. Khi Man United ghi được một bàn, họ sẽ không phòng ngự. Thay vào đó, đại diện thành Manchester phải tiếp tục tiến lên. Man United vẫn chưa vươn đạt được sự hoàn hảo. Tuy nhiên, câu lạc bộ đang đi đúng hướng trên hành trình khôi phục quyền uy và sức mạnh. Trên chặng đường ấy, vai trò và tầm ảnh hưởng của Fernandes tạo ra là đáng ghi nhận. Tiền vệ 26 tuổi thay đổi diện mạo Man United bằng sự quyết đoán, tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Sự góp mặt của cựu sao Sporting Lisbon trong đội hình còn mang tới sự tự tin cho toàn đội, giúp họ lạc quan hơn. Nhờ vậy, Man United luôn có thể hồi phục nhanh sau những trận đấu gây thất vọng. Cuối tuần trước, Quỷ Đỏ bị West Brom cầm hòa với tỷ số 1 đều. Vài ngày tiếp theo, họ làm đảo lộn mọi dự đoán trước Sociedad. Fernandes chưa có danh hiệu nào từ khi chuyển tới Man United, nhưng giờ đây, những tín hiệu tích cực dần hiện ra. Quỷ Đỏ rồi sẽ nhận được phần thưởng vào một ngày không xa, đây không phải là nhận định suông. Mọi thứ chỉ đơn giản cần thời gian. Man United không phải câu lạc bộ bất khả chiến bại, đôi lúc họ sẽ bị tổn thương. Khi Fernandes vẫn là điểm tựa về tinh thần, Quỷ Đỏ có đủ bản lĩnh để phản ứng trước mọi tình huống. Món hời của Man United. Giá trị Fernandes mang tới cho Quỷ Đỏ đang vượt xa những gì người hâm mộ tưởng tượng. Anh góp phần giúp những Paul Pogba, Edinson Cavani, Luxor hay McTominay trở nên mạnh mẽ hơn. Họ còn có tố chất thủ lĩnh. Bước đầu tiên với Man United coi như hoàn thành. Họ đã biến các cầu thủ thành nhà lãnh đạo. Giai đoạn tiếp theo của câu lạc bộ sẽ là chuyển hóa những quân bài này trở thành người chiến thắng, để rồi đủ khả năng chinh phục danh hiệu. Ở Man United, Fernandes giống như chất xúc tác tuyệt vời để khiến phần còn lại bùng nổ hơn. Lúc này, những bàn thắng, các pha kiến tạo hay siêu phẩm đang trở thành điều quá bình thường với tiền vệ người Bồ Đào Nha. Hiệu ứng Fernandes là điều mà người ta đang thấy rõ ở sân Old Trafford gần đây. Cách Man United thi đấu cũng hoàn toàn khác xa so với giai đoạn Luis Van Gaal hay Jose Mourinho còn dẫn dắt câu lạc bộ. Trước Newcastle, các đồng đội theo sát sự chỉ đạo của Fernandes. Họ không bao giờ chuyển bước hay có suy nghĩ đủ rồi, dừng lại thôi. Điều này giúp Man United có chiến thắng 3-1 ngay tại sân Old Trafford. Còn với Fernandes, mỗi lần nhận bóng, tiền vệ này đều cố gắng làm nên chuyện đặc biệt. Đôi lúc, những pha xử lý của anh thiếu chính xác, nhưng đó là do bản thân muốn thực hiện đường chuyền táo bạo. Theo huyền thoại Paul Scholes của Man United, cựu tiền vệ tuyển Anh tin vai trò và nhiệm vụ của Fernandes là nâng tầm chất lượng chơi bóng cho đội nhà. Vì vậy, khái niệm Man United phụ thuộc vào Fernandes trở nên quá cũ kỹ. Hơn hết,
phụ thuộc vào một ngôi sao có khả năng lãnh đạo cũng như giúp phần còn lại chơi tốt hơn không có gì là bất thường. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!